Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin làm một cái video để giới thiệu đến toàn thể anh em hai chiếc đầu giải mã 3 trong 1. Thì nó có nghĩa là nó chạy CD và MD và chức năng giải mã đường quang từ TV. Đấy. Thì ba hai chiếc đầu này tại sao em lại chồng lên nhau và làm cùng một cái video test? Cái thứ nhất là hai chiếc này là có chung linh kiện mạch miếc và ổ CD và ổ MD. Có nghĩa hai chiếc này thì theo đánh giá của em nó là y xì nhau. Nó chỉ khác nhau mỗi cái tên model, là một con ở trên màu đen là PMD380, con ở dưới là CM6200. Hai con này đều được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản và đều có công suất điện tiêu thụ là 14W. Sử dụng điện Nhật, hàng Nhật nội địa, điện 100V. Đấy. Thì cái bên ổ CD của nó thì hai con này đều là chạy chung mắt VAM 12.1, mắt phổ thông dễ thay thế, và ổ MD chạy mắt sáp phổ thông 312S, đều là mắt dễ thay thế. Và cả hai con này em đã test rất kỹ càng và kỹ lưỡng, đều các chức năng hoạt động hoàn hảo, máy kèm có điều khiển. CD thì đọc không kén không vấp, MD thu phát ghi xóa cực tốt và giải mã không cần đĩa mồi. Và con này có một cái hay, đằng sau nó có hai đường AV ra cùng một nút. Đấy, là các dành cho các bác dùng hai âm ly. Nhà nào các bác nào có một bộ karaoke hoặc một bộ nghe nhạc, hai bộ riêng biệt thì các bác sẽ cắm hai đường AV. Và trên khi mình sử dụng chiếc đầu này thì là mình sẽ chỉnh được cả volume to nhỏ, nhỏ về không. Bên CD, bên MD và giải mã, có nghĩa là chỉnh được volume cả ba đường, ba trong một hết. Đấy, thì bây giờ em sẽ bật nguồn hai con lên. Em sẽ test cái chức năng giải mã DAC. Đấy, CD báo no đích này. MD này, no đích này, ấn rec cả hai con này. Đấy, thì nó sẽ báo chữ Optica này, em sau đó sẽ bật TV. Bây giờ em sẽ vặn âm ly lên nhé. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đời, cầm tư nên âu sầu. Các bác thấy không? Em cầm điều khiển em chỉnh được volume về không nhé, level min.
Bây giờ em sẽ để bắt đầu em sẽ test cái phần bên ổ CD. Đấy. Thì em sẽ ấn nút cơ ra vào rất êm ái các bác nhé. Thì em sẽ test một cái đĩa lòng trắng này, đấy, đĩa xịn này cho con ở dưới. Nhận mắt rất nhanh nha con. Ở trên em sẽ test một cái đĩa dạng đĩa phono đây, đĩa đều đây, còn đều hơn cả phono, cũng là đĩa lòng 7 màu. Đấy, cơ hai cơ cáp ra vào cả hai con này rất ngon nhá. Đấy, play này, play này. Đấy, em sẽ vặn volume lên nha. Thank you.
Rồi. Thì bây giờ em sẽ test đút cái đĩa MD ở con trên em vừa ghi từ CD sang MD xuống con dưới để test chạy. Đấy. Hai con này thì mắt mũi thu phát đều khỏe cả các bác nhé. Vào đây. Các chức năng em đã test ok. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại ở trên đây và cũng là số Zalo của em. Thì hai con này em bán với cái mức giá cho các bác máy kèm có khiển, tặng các bác một sợi dây quang, một đĩa MD và bảo hành cho các bác 3 tháng. Cả đen cả vàng giá đều như nhau là 6.300.000. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã xem hết video này. Em xin chân thành cảm ơn.